Hãy tưởng tượng xem chiếc xe này bao nhiêu tiền. Rose đang làm gì vậy? Ôi, và cả bạn cũng đến với tớ nhá. Ôi, tuyệt vời làm sao. Hãy nhìn xem xe của tớ đẹp như thế nào. Nó càng lúc càng giống tớ rồi đấy. Ôi, cái vải này sẽ làm xe của tớ còn tuyệt vời hơn. Ôi, trời à, bây giờ tớ có một con mèo rất là đáng yêu luôn đây này. Ồ, wow, trời ạ, bây giờ chiếc xe của Rose đẹp hơn rất là nhiều. Chúng ta hãy đến xem nhé. Ôi trời ạ, nó mềm mại làm sao. Ừ, thật là tuyệt vời khi chạm vào. Bạn đã nhìn thấy lông mi tuyệt vời này chưa? Hiểu chưa Ben, họ thích xe của tớ hơn nhiều. Tốt hơn cái xe của cậu. Cái gì? Tớ sẽ biến chiếc xe thành một con quái vật ngay bây giờ. Tớ cần tất cả những gì, ấn nhận một nút là xong. Ôi, sau một cái này, xe của tớ không ai sẽ nhìn thấy được đâu. Tuyệt lắm. Bây giờ tớ sẽ sơn lại toàn bộ xe. Ồ, đúng rồi. Bây giờ thì trông rất là tuyệt vời đấy. Bây giờ chỉ cần thêm một vài nét nhỏ nữa thôi đây này. Đẹp quá. Và tất nhiên là những cái này cũng rất là tuyệt vời rồi. Sao, nhìn thấy chưa? Ồ, wow, cậu ngầu dã man. Chiếc xe của cậu cũng vậy, tuyệt vời quá. Ừ các bạn, tớ là như vậy đấy. Và xe của tớ rõ ràng đẹp hơn một thứ màu hồng đó. Ôi, làm nào tớ có thể làm cho chiếc xe mình ngầu hơn xe của Ben chứ? Chính xác. Cần sửa sang lại bên trong thôi mà. Ôi, bên trong cũng cần phải màu hồng. Hãy nhìn những cái ga này đi. Ôi, tất nhiên là không thể nào mà thiếu được em gấu. Tớ sẽ thêm những cái này. Càng nhiều thì xe càng đẹp, thì tớ càng hạnh phúc hơn. Đấy. Trời ạ, nhìn tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Ôi, và thêm một ít đèn nữa, quá tuyệt vời. Tuyệt quá, các bạn thích không? Ôi, điên quá. Trời ạ, nằm ngoài trong sự mong đợi của chúng tớ rất là tuyệt. Ben, cậu muốn cái gì ở đây? Hay lên chiếc xe nhàm chán của cậu đi. Ê! À vậy chứ gì? Trời ạ, xe nhàm chán và xám xịt chứ gì? Không sao, bây giờ tôi sẽ cho cậu xem thôi. Có gì có thể tuyệt vời hơn những cái xích này chứ? Ôi, tất nhiên là cần phải cho quấn vô lăng bằng cái này thôi này. Bây giờ tôi sẽ cho kẹo để cho khách nữa. Và đừng quên cả bộ xương này nữa nhá. Đấy, bây giờ xe tớ tuyệt vời hơn rồi. Các bạn, đến đây nào. Ôi không, tớ thích cái này ở đây hơn. Cái gì? Nhưng mà tớ có những chiếc gai tuyệt vời. Nhìn này, ây, đau thế. Ôi, phải làm gì bây giờ? Làm nào để dụ họ đến với mình? À, đúng rồi. Tại sao tớ không nghĩ ngay điều này nhở? Tại sao không biến chiếc xe thành một phòng chơi game thực sự nhở? Tớ sẽ cho tivi vào ngay như thế này. Và sẽ không chỉ có những cái thứ này đâu, mà cả đồ ăn ngon nữa. Đấy, và thêm xích nữa. Mọi người chắc chắn sẽ thích nó thôi. Ồ, đẹp quá. Này này, nhận lấy đi, nhận lấy đi. Ê, bạn ấy đang làm gì vậy? Các bạn. Cái gì? Trời ạ, họ lại đi rồi sao? Nào, đánh đi, đánh đi. Đánh đi. Ôi, có lẽ cốp xe của tớ cũng có thể làm được cái gì đó. Để xem nào. Thôi được rồi, trước tiên tớ cần phải ngừng vứt rác ở đây đã. Tớ sẽ biến cốp xe thành một ngôi nhà yêu thích của mọi người. Nó sẽ màu hồng và sẽ có rất là nhiều đồ chơi. Nào các bạn có thích không? Rose, đừng có can thiệp chúng tớ đang chơi. Ôi, không được gì cả, thật là không công bằng. Ben, với Coca tất nhiên là tuyệt vời.
Tớ sẽ phải nghĩ ra một cái gì đó tuyệt vời hơn thôi. Trời ạ, các bạn, có lẽ các bạn muốn ăn một chút không? Ồ, nghĩ sao Mary? Ok, chúng tớ đến đây. Ê, dừng lại từ từ đã, đừng đi, đừng đi. Tớ cũng có một ý tưởng cho cậu một cái gì đó ngon. Ngay bây giờ, tớ có thể nấu một cái xúc xích rất là ngon. Đấy, đã xong rồi nhá. Bây giờ chỉ cần dán xúc xích nữa thôi. Ồ, thơm quá. Các bạn, chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ồ, wow, tuyệt vời thật đấy. Đấy, của cậu này, chúc cậu ăn ngon miệng nhá. Sao Rose, cậu ăn gì chưa? Ben, trời ạ, tớ bực mình cậu lắm rồi đấy. Ôi, nhưng mà tớ rất là sảng khoái một mình đấy. Hả? Chuyện gì xảy ra vậy? Có lẽ đủ rồi chứ. Trời ạ, thật là kinh tởm, ồn ào quá. Ôi, nhưng mà các bạn rất thích mà. Ben, đừng có mà dừng. Trời ạ, vui quá. Ôi, đừng có mà ghen tị quá nhá bạn. Vậy là họ muốn sang nhảy chứ gì? Ok, họ sẽ nhận được thôi. Và nó sẽ ngầu hơn cái cây đàn của Ben rất nhiều. Tớ sẽ thành lập câu lạc bộ riêng của mình ngay cạnh cốp xe của mình nhá. Xem nào, loa, đèn và tất nhiên là bóng disco, rất là tuyệt vời đấy. Và tất nhiên là bộ DJ tuyệt vời của tớ đây rồi. Các bạn, nào, đến đây nào. Ồ, wow, tớ nghe thấy nhạc rất là hay, tớ đến đây rồi. Ê, các bạn đi đâu vậy? Trời ơi, chạy đi rồi sao? Ừ, đúng rồi, tuyệt quá. Trời ạ, vui thế. Ôi trời ạ, bạn chán quá đi mất. Rose, cậu cần cái gì? Thôi, đừng có buồn, đến với chúng tớ nhảy đi. Thật không? Trời ạ, thật là đáng yêu, đi thôi nào. Rose, Ben, trời ạ, đây là buổi bữa tiệc tuyệt vời nhất mà tớ được thực. Kate và Emma đã sẵn sàng để bắt đầu. Dâu tây, thật là tuyệt. Thêm Nutella vào mọi thứ gần như quá tốt để trở thành sự thật. Này các cô gái, đừng đánh nhau. Hai lọ có hai màu khác nhau, điều đó tốt hơn nhiều. Bạn nghĩ màu nào sẽ ngon hơn? Kate sẽ thử món của cô ấy trước. Và có vẻ như nó ngon chết đi được. Cô gái đó ở trên tầng trời thứ 7. Và cô ấy có nhiều thứ hơn để tận hưởng. Trời đất, tại sao những điều tốt đẹp lại biến mất nhanh chóng như vậy? Emma, bạn yêu quý của tôi, bạn đang nghĩ dâu tây đỏ và hạt dẻ đỏ sẽ ngon với nhau không? Yum. Nhưng Kate hơi buồn chán hay sao ấy? Bingo. Cô ấy muốn thêm gia vị bằng cách cho một quả ớt siêu cay vào lọ của Emma. Cô sẽ không nhìn thấy nó, nhưng cô ấy sẽ nếm thử. Ôi, cay lắm đấy. Thật là kinh khủng, nhưng đó là cách hoàn hảo để Kate chạm tay vào trái cây của Emma. Ôi, tuyệt quá. Rất vui, rất nhiều kẹo cao su tuyệt vời. Chắc chắn phải có giá trị. Bạn đã từng thử cái loại này trước đây chưa? Bạn có thể thổi bong bóng tốt nhất từ nó đấy. Wow! Kate đang vui vẻ thổi quả bóng bay của mình lên và bay đi. Trông thật là hay. Emma đã rất ấn tượng với tất cả những điều đó và muốn làm điều tương tự. Nhưng của cậu ấy không có kẹo cao su. Chỉ có nghĩa là cô ấy
Tất cả đi đi đâu? Kate, bạn đã thực sự ăn cắp tất cả kẹo của Emma sao? Ít nhất thì cô ấy cũng lấy được quả bong bóng tốt. Cho đến khi... Được rồi, bạn không nên lấy đồ của người khác đâu Kate. Bây giờ Emma có thể lấy kẹo cao su của Kate, công bằng mà. Kate, hãy thử bóc tất cả những thứ đó ra đi. Bạn đã bao giờ thấy điều gì tuyệt hơn như vậy chưa? Nhưng chiếc bánh kẹp thịt này không chỉ khổng lồ mà còn đầy màu sắc đẹp mắt. Các cô gái không thể chờ đợi để lún sâu vào những gì họ đã có. Mặc dù nếu họ có thể ăn được hết thì phải no thêm vài ngày nữa. Rất tiếc, củ kết hơi lạnh Bingo. Nên cô ấy phải sáng tạo và hâm nóng nó lên. Emma thì ăn dễ dàng hơn, của cô ấy còn rất ấm. Nhưng cô ấy thực sự nên cẩn thận khi ăn. Kate đã rất tức giận. Cô ấy dùng máy sấy như vũ khí. Ôi! Tạm biệt burger nhá. Và bây giờ cô ấy có thể ăn thức ăn riêng của mình rồi. Emma tội nghiệp. Cô ấy chẳng còn gì cả. Khó khăn lắm. What? Kate đang rất vui vì điều gì? Ôi vâng, đó là một chiếc nhẫn rất đẹp. Wow. Nó không chỉ đẹp mà còn rất ngon. Còn Emma có một quả dưa hấu nhỏ dễ thương. Nhưng cô ấy chỉ cải thiện điều đó bằng cách nhanh chóng. Chỉ cần nhìn vào những gì cô ấy đang làm với nó kìa. Tất cả những gì cô ấy cần là một công cụ là răng của chính mình. Và đấy. Vậy ai có người phụ kiện tốt hơn? Wow. Đây là một điều khá khó để thực hiện được. Chiếc nhẫn dưa hấu có kích thước khổng lồ, nhưng cả hai cô gái dường như hoàn toàn hài lòng với những gì họ có. Wow. 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 Yeah. Kit Kat cho tất cả mọi người. Hả? Nhưng thanh kẹo đâu rồi? Kết cũng không có gì. Nhưng có hướng dẫn trong giấy của họ. Trò chơi tiếp tục nào. Bắt đầu nào. Kate, xin lỗi, bạn đã đánh mất cái đó rồi. Emma là người chiến thắng. Wow. Và vì điều đó cô ấy đã nhận được rất nhiều giải thưởng. Cô gái may mắn. Nhưng Kate không chịu thua đâu. Rõ ràng không khó để biến một thứ thành màu xanh lam. Hả? What? Ngay và luôn. Yeah. Và sô-cô-la cũng ngon như ban đầu. Điều tốt, Emma rất vui được chia sẻ. Wow, kẹo tuyệt vời quá. Wow, trông thật là tuyệt. Emma đã nghĩ ra một điều đó rất thú vị. Wow. Và có thể hơi nguy hiểm. Emma chắc hẳn đang rất sợ hãi, nhưng may mắn Kate là một người rất tuyệt vời. Và bây giờ đến lượt cô ấy. Nhưng Emma không tốt lắm. Một lần bỏ lỡ. Một lần nữa. Lại một lần nữa. Thật là khí kẹo. Ôi.
cuối cùng. Không chắc trò chơi này là ý tưởng hay nhất đâu. Wow. Cuối cùng chúng tôi có một số đồ uống. Fanta đỏ và xanh. Wow. Đáng yêu quá. Các cô gái rất lịch sự, họ thậm chí còn đổ cho nhau. Nhưng không chỉ có Fanta. Các thí sinh chúng tôi sẽ được trao những gì khác nữa. Một số đá rất bất thường. Nó sẽ cải thiện hương vị chứ? Kết sẽ thử trước. Và chắc chắn có vẻ thích nó. Nhưng cô ấy cũng rất thích chơi khăm. Emma, tảng băng đỏ đã khiến bạn nhảy xung quanh rồi. Thành thật mà nói trông rất buồn cười. Ôi, bây giờ chuyện đó là kết thúc rồi. Không còn cảm giác khó khăn sao? Wow, đó là sự trả thù khá nghiêm trọng mà cô ấy thực hiện với Kate. Có lẽ bây giờ sẽ không mắc sai lầm nó nữa đâu. Nhưng này, bạn bè phải học cách nói đùa đúng không? Đấy, tớ hiểu. Tù tù, bạn đi đâu vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Suzy, bạn đang làm gì vậy? Những người này là ai? Đừng xâm nhập vào đất của tớ. Chúng tớ đã đồng ý rồi mà. Họ là công nhân và họ sẽ giúp tớ trang trí phần của mình. Trang trí? Tại sao bạn cần nhiều công nhân như vậy? Bạn sẽ không xây dựng một cung điện chứ? Làm sao mà bạn biết được? Kể cả cung điện thì sao? Đưa bản đồ cho tớ đi. Ê, trả lại cho tớ. Đứng lại, bạn không thể vượt qua ranh giới. Được rồi, tớ đã hoàn thành mọi thứ. Đây, tiền của bạn ở đây. Ôi, thêm cũng là kế hoạch. Đây mới là kế hoạch phải không? Bây giờ tớ sẽ chỉ cho bạn cách vẽ một căn phòng tuyệt vời hơn nhiều. Tớ sẽ làm cho mình một ngôi nhà mát mẻ dưới gầm giường này. Và không cần công nhân nào. Trên thực tế, kể cả gối cũng không giữ được. Bạn đã làm gì vậy? Đây là kế hoạch của tớ mà. Đồ ăn trộm ý tưởng. Không phải bạn nghĩ ra ý tưởng đâu. Tớ nghĩ ra mà, nên đừng trách tớ. Dù sao nhà tớ cũng tuyệt hơn nhiều. Trời ạ, tớ biết. Jess, tớ cho phép bạn nhìn tớ và ghen tị. Tớ cảm thấy rất sảng khoái ở đây. Ôi, cứ làm đi. Tớ sẽ tạo cho mình một nơi tuyệt vời hơn. Ồ, giảm giá đồ chơi. Tớ biết tớ nên đi cửa hàng này rồi. Ê, bỏ tay ra. Đừng chạm vào bất cứ thứ gì. Bạn chỉ được nhìn thôi. Được rồi, chỉ nhìn thôi mà. Không ai dám lấy đồ chơi của tớ. Đặc biệt là miễn phí. Wow, ở đây có Hagiwagi này. Ê, bỏ tay. Ôi, tớ nhớ rồi. Wow, ở có cả Hagiwagi rất lớn. Tuyệt thật đấy. Nhưng mà tớ không có nhiều tiền như vậy. Nhưng tớ nghĩ tớ có thể giải quyết được vấn đề này trong khi bảo vệ không nhìn thấy. Chuyện gì ở đây vậy? Tớ cảm thấy có điều gì không ổn. Nhưng điều gì? Xin chào, bạn khỏe không? À, đồ chơi biết nói, cứu! Tớ cần vào phòng bí mật của tớ ngay lập tức. Ôi, sợ quá. Trời ạ, mong là không ai nhìn thấy tớ. Tớ có thể thư giãn ở đây rồi và không ai nhìn thấy tớ. Xin chào con vịt con. Giả như bạn biết tớ vừa nhìn thấy gì. Ôi, bảo vệ hèn nhát thật đấy. Nhưng tớ không phải là một tên trộm, vì vậy đây là tất cả số tiền tớ có. Hy vọng nó đủ cho một cái gì đó. Suzy, nhìn này. Bây giờ tớ cũng có một cái gì đó để đặt ở dưới giường.
Và đây là một cái gì đó rất tuyệt hơn so với kẻ sọc thông thường. Đó là một chiếc chăn Hagiwagi. Ôi, Jess kỳ lạ thật đấy. Bây giờ là lúc để trang trí phòng với áp phích và tất cả những thứ hay ho khác để tạo ra không khí ấm cúng rồi. Ồ, tớ cũng cần cái này. Ha ha, nhà của tớ trông ngầu hơn của bạn. Nhưng không lâu đâu, tớ nghĩ tớ sẽ làm một cái gì đó để căn phòng đẹp hơn. Con xây cái gì đây này? Bố, con có thể lấy cái túi được không? Con cầm một cái túi màu hồng, không phải cần ba lô. Con vẫn muốn trở thành một nữ sinh. Ôi, đẹp thật đấy, xây bao nhiêu thứ. À, cái gì đây? Ôi, Hagiwagi cũng là một bảo vệ tuyệt vời. Chào buổi chiều, em đã cuối cùng hoàn thành bài văn của em. Cô có thể kiểm tra cho các em được không? Chắc chắn rồi, cuối cùng thì Suzy cũng chăm chỉ học hành. Ôi, chắc cô đói lắm. Cô có muốn ăn quả táo không? Em có một quả đây này. Ôi, cảm ơn. Ôi, con xin lỗi, con vô tình. Lần sau đưa vào tay nhé. Đây là cơ hội của mình. Xin lỗi, nhưng mà em cần cái bảng. Tớ tìm thấy rồi. Ê, Suzy đâu rồi? Bảng bắt đầu mất rồi. Bây giờ mình sẽ dạy các em như thế nào? Điều chính là không lo lắng. Mình biết có cách để làm thế nào có thể chút bỏ mọi cảm xúc của mình. Đây, đây, nhận lấy đi. Quả táo phải không? Đồ ăn trộm. Này, nhận lấy đi. Jess, bây giờ tớ có một cái gì đó thú vị hơn nhiều so với affix của bạn. Tớ có thể tự vẽ bất kỳ affix nào. Nhìn và ghen tị với tớ đi. Cái gì? Bạn lấy bảng ở đâu ra vậy? Bạn có biết vẽ đâu mà. Cái gì? Sao bạn dám? Bạn chưa bao giờ vẽ cả. Tớ sẽ chỉ cho bạn biết ngay giờ. Ê, bạn đang làm gì vậy? À, chiều. Đấy, nó rất phù hợp với bạn đấy. Bây giờ trông bạn thật là đẹp. Ừ, vui đấy. Vì bạn bây giờ tớ phải rửa mặt đây này. Ý tưởng thật là tuyệt vời. Có điều gì có thể tuyệt vời hơn một bảng vẽ khổng lồ luôn có thể thay đổi được chứ? Tất nhiên là không có gì rồi. Để hoàn thiện căn phòng, bạn cần đồ chơi dễ thương. Ví dụ, đây là một chiếc đèn trông hình dạng một con kỳ lân. Đèn? Ai cần đèn của bạn khi bạn có một đèn hồng hoa? Hãy xem và tận hưởng đi. Ừ, tuyệt thật đấy. Wow, điều này thực sự rất đẹp. Tớ nên làm gì bây giờ? Con kỳ lân của tớ bây giờ trông thật là thảm hại. Chắc chắn rồi, nó không là gì so với cả đèn của tớ. Tớ nên làm gì bây giờ? Tớ cũng cần một cái gì đó tuyệt vời. Và tớ nghĩ tớ biết nó lấy đâu rồi. Tớ có một người bạn rất nhỏ. Tớ là Hulk. Hulk xấu xa và đáng sợ. Này Quentin, bạn có thể giúp tớ được không? Mình cần một con gấu. Tớ có thể lấy được không? Con gấu bông của tớ. Tớ yêu nó mà. No. Bạn ích kỷ quá mà. Nếu mà tớ sẽ làm một cái gì đó để bạn đồng ý. Ví dụ như Nutella. Tất nhiên, tớ vẫn cần một đứa trẻ. Nhưng đây là một cái lọ quá nhỏ. Ôi, bạn thật là tham lam. Còn khoai tây chiên thì sao? Pringles lớn. Bim bim. Ok, tớ sẽ không từ chối khoai tây chiên. Nhưng không đủ. Bà có thể cho tớ gì nữa không? Thôi được rồi, tớ chỉ còn một thùng kem thôi, được không? Tất nhiên rồi, đưa nó đây. Bây giờ tớ có thể lấy gấu chứ? Được. Đưa kem để đã. Ừ, cảm ơn bạn rất nhiều Quentin, tớ đi đây. Ê, kem đâu rồi? Bạn định lừa tớ sao? Tớ sẽ chỉ cho bạn cách đánh lừa Quentin. Tớ cần phải vào nhà gấp. Những người giúp đỡ trung thành của tớ. Cô gái này đã lừa tớ. Cần phải dạy cho cô ấy một bài học. Ví dụ, vẽ một bộ ria mép trên bức ảnh này. Thấy Pikachu hơi mệt đấy. Không sao, tớ là một người xấu xa. Đấy, nhận lấy đi.
Hình như bạn ấy vẫn chưa phát hiện ra. Nhưng tớ đã lấy được con gấu rồi. Cuối cùng, tớ có thể biến mình thành một bầu trời thực sự. Bầu trời nhiều màu sắc khác nhau. Như này này. Còn bây giờ chỉ cần bật đèn lên thôi. Ôi, đẹp thật đấy. Đây mới là đèn sáng. Tuyệt thật. Tớ chắc chắn sẽ muốn ăn. Vì vậy một tủ lạnh với các món khác nhau rất là cần thiết. Tủ lạnh? Chính xác. Nhưng tớ cái này quá nhỏ. Tớ nghĩ rằng tớ tìm một cái phù hợp hơn rồi. Mẹ ơi, con xin lỗi, nhưng mà con rất cần cái này. Wow, bạn cần cái to này làm gì? Thức ăn không bao giờ thừa cả. Cái gì? Trời ơi, tủ lạnh đâu rồi? Ê, nachos đâu rồi? Trời ạ, không hiểu gì cả. Trời ạ, cái này dành cho khách mà, đâu mất rồi? Không thể nào mà thư giãn được một phút. Hy vọng ít nhất có thể cứu được chiếc bánh này. Dừng lại. Mẹ biết ngay là con mà. Ôi, thật là bực mình. Đấy, mình cần ngay vào phòng của mình. Chào bạn nhỏ. Bạn sao rồi? Mình đã đến đây. Ôi, bạn phải biết rằng mình mệt như thế nào. Những đứa trẻ không nghe lời. Đấy, như này tốt hơn nhiều. Tốt lắm. Ê, bạn đi đâu vậy? Bạn ghen tị chứ gì? Bạn sẽ không có chiếc bánh đâu. Bạn sẽ làm gì với nó? Uống trà với cả Haki Waki. Ôi, không, bạn đóng vào đi. Ôi, tốt hơn là chia sẻ với bạn bè chứ. Ôi, nằm không mệt quá. Thật tuyệt khi có một chiếc tivi. Có rất nhiều điều thú vị để xem. Như này này. Như này mình sẽ không buồn. Chính xác. Mình cần một chiếc tivi. Ôi, mình lại đói rồi. Cần phải đi lấy một cái gì đó để ăn thôi. Ôi, mình rất cần một chiếc tivi. Chắc là bố sẽ không quá tức giận đâu. Xin chào con gái, con giao rồi. Con chào bố. Không sao đâu, con chỉ thấy tivi bị lệch thôi. Ôi, cảm ơn. Tivi đâu mất rồi? Trời ơi, ăn trộm giữa ban ngày. Không xấu hổ sao, trời ạ. Mình cần vào phòng của mình ngay lập tức. Anh yêu, em mang đồ xuống cho anh giờ này, anh muốn coca không? Lạ thật đấy. À, mình biết anh ấy đâu rồi. Đấy, hiểu ngay mà. Ê, đóng cửa lại, đồ vô duyên. Bạn đã làm gì vậy? Đó là tivi của bố mà. Bạn không thấy xấu hổ sao? Bạn chỉ ghen tị với tớ thôi. Bây giờ tớ có thể xem và nghe bất cứ thứ gì mình muốn. Không, buồn lắm. Còn cái này thì được này. Trời ạ, thật là mệt mỏi quá. Ôi, mình mệt thế nhở, chán quá. Bây giờ tớ sẽ thấy rất vui đây. Nhìn tớ mang theo cái gì này. Đây là một trận khiêu vũ thực sự. Tớ sẽ thắng bạn trong vài giây.
không có gì cả. Hãy nhìn vào hỏi đây này. Ôi vui thật đấy. Ừ vui thật. Mình thắng rồi. Xin chúc mừng. Ôi em ơi, chúng ta cần phải có nhiều niềm vui như này hơn. Chúng ta tiếp tục đi. Chắc chắn rồi.